Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Vinh Hiển bắt đầu ghen, quyết soạn lại hợp đồng tình yêu. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Bên Bờ Hạnh Phúc. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Dạo gần đây, giữa Vinh Hiển và Nhã Phương đã xảy ra rất nhiều tình huống khó xử. Điều này đã khiến Nhã Phương có suy nghĩ sai lệch về con người của Vinh Hiển. Chính vì vậy mà Nhã Phương rất sợ cảm giác ngủ chung với anh ta. Cô đề nghị Vinh Hiển cho mình ra ngoài để ngủ. Nhưng điều này nằm ngoài hợp đồng. Vinh Hiển nhất quyết không chịu cho Nhã Phương đi vì nó sẽ làm ảnh hưởng tới kế hoạch của họ. Nhã Phương nói rằng cô ấy rất sợ con người của Vinh Hiển. Nếu bây giờ cô ấy ngủ lại phòng, lỡ nửa đêm Vinh Hiển có làm điều gì đó đi quá giới hạn thì sao? Vinh Hiển cam kết là sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng Nhã Phương nhất định không tin. Thấy Vinh Hiển một mực không cho mình ra ngoài, Nhã Phương tức đến phát khóc. Sở dĩ cô làm tất cả những chuyện này là vì muốn làm vui lòng ông Khải Hưng. Nhưng Vinh Hiển lại muốn lợi dụng nó để có ý làm hại Nhã Phương. Cô ấy thấy Vinh Hiển ôm cô ấy từ phía sau rồi giật cô ấy xuống giường, bây giờ lại còn khỏa thân trước mặt cô ấy. Nhã Phương không biết được bước tiếp theo Vinh Hiển sẽ làm gì, vừa nói, Nhã Phương vừa khóc lóc. Vinh Hiển sợ mọi người sẽ nghe thấy liền lấy tay bịt miệng Nhã Phương lại. Anh không nghĩ là Nhã Phương có thể khóc dễ dàng như vậy. Đến nước này thì Vinh Hiển chỉ còn cách cam kết với Nhã Phương rằng nếu như Nhã Phương cảm thấy những sự việc vừa rồi quá sức chịu đựng với mình. Mặc dù Vinh Hiển không cố ý làm những việc đó, nhưng anh hứa rằng anh sẽ làm lại bản hợp đồng theo ý của Nhã Phương. Miệng Nhã Phương đừng làm đổ bể kế hoạch của họ là được. Còn nếu như Nhã Phương vẫn cảm thấy không an tâm, thì tối nay Vinh Hiển sẽ không ngủ trên giường nữa. Nghe đến đây thì Nhã Phương mới chịu ngừng khóc. Trên đường đi đến đó, Nhã Phương vô tình bắt gặp người bạn học cũ. Cả hai vui vẻ chào hỏi nhau. Vinh Hiển hỏi ra thì mới biết trước đây cả hai người họ rất thân thiết với nhau. Sau này Nhã Phương nghỉ học rồi, người bạn này của Nhã Phương đã tiếp tục học đến bằng luật sư. Nhã Phương rất ngưỡng mộ bạn của mình nên nói chuyện say sưa mà không hề quan tâm đến Vinh Hiển. Thấy Nhã Phương vui vẻ nói chuyện với người đàn ông làm mặt Vinh Hiển cảm thấy bứt rứt ở trong người. Đã vậy người này vô cùng đẹp trai, cao ráo. Thế nên Vinh Hiển nổi đóa, yêu cầu Nhã Phương phải đi làm việc ngay bây giờ, bọn họ không có nhiều thời gian để tán chuyện. Nhưng Nhã Phương không hề quan tâm. Cô ấy nói, nếu hôm nay không đi được thì để hôm khác đi, có việc gì đâu mà phải gấp gáp như vậy. Nhưng Vinh Hiển lên mặt nói rằng Nhã Phương bắt buộc phải đi với mình. Phương tức giận quay sang nói với Vinh Hiển rằng anh lấy cái quyền gì để ra lệnh cho Nhã Phương. Vinh Hiển không chịu thua, anh ta nói rằng mình lấy quyền làm chồng ra để yêu cầu Nhã Phương đi cùng với mình. Người bạn cũ của Nhã Phương cũng bất ngờ khi biết Nhã Phương đã có chồng. Đêm hôm đó, Vinh Hiển vì cơn ghen nên quyết định tìm mẫu hợp đồng tình yêu để soạn lại. Sau khi mày mò tìm kiếm thì anh cũng tìm ra, Vinh Hiển nhất quyết phải bắt Nhã Phương ràng buộc kỹ hơn, không để cô có thể quen người khác như vậy. Có lẽ anh đã thật sự yêu cô nàng. Bản hợp đồng không phải vì danh dự nữa, mà đó chính là đang ghen. Liệu trước tình huống khó xử như vậy, Nhã Phương sẽ chọn bạn của mình hay chọn Vinh Hiển? Cô sẽ làm gì với bản hợp đồng tình yêu mới? Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Bên Bờ Hạnh Phúc. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.